chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã trở lại với video tiếp theo trên kênh của mình. Đây hôm nay mấy anh chị em bọn mình lên rừng các bạn, đi cuốc măng bầu. Đây. Mùa này thì nó măng chưa mọc ra khỏi đất đấy các bạn. Nên là phải cuốc mới được ăn. Ôi, mệt các bạn ạ. Lên dốc rất là dài. Tí cuốc măng xong tìm hang rúi với nhá. Đi tới rừng rồi mà quên cả ép. Đúng nè. Ôi mệt quá bạn. Đã tới rừng măng các bạn. Đây. Thấy chưa anh ơi? Đâu đâu? Đây. Đây có à em? Có. Nó nổi lên đất nó cứ nó nứt ra gì? Nẻ ra đây này. Đấy. Vợ mình khẳng định đây là sẽ có măng, bây giờ xem thử. Đây. Đây này các bạn. Chuẩn không? Luôn. Úi dồi. Ôi măng to thế. Cái này chỉ cần được mấy cái là đủ ăn rồi. Đây các bạn này. To lắm đấy. Ui. To lắm đấy. Bên Lào rộng ra nhà. Chắc có, còn có nhiều đấy. Ôi. Đây. Măng. Lấy mất đấy. Đầy rồi. Đầy các bạn ơi. Một cây đầu tiên. Chưa? Nhất em rồi. Đây đi tiếp các bạn. Trong này thì cuốc rất là nhiều luôn rồi. Ôi rồi. Đây. Đây đây đây. Chị gái cũng được một chỉ đấy cô chọc vào thôi. Cây này mình. Ôi rồi. Ôi rồi. Ngon quá.
được một cây to rồi. Đây rồi. Bên này nữa. Ôi, chị gái được nhiều thế. Không được ở dưới. Đây. Anh trai cũng được ở dưới kia nữa các bạn. Nhất nhất nhất. Nhấc lên thử xem nào anh. Trời ơi. Chín quả rồi. Ôi, được hai cây luôn à? Hai em. Đây. Rồi. Nhất rồi, nhất rồi. Tìm ở đây được rất là nhiều cái. Nhất rồi. Tí kiểm tra ít nhá, xem ai được nhiều hơn nhá. Đây bên này anh gì kêu bảo được nhiều quá đây này các bạn. Úi dồi ôi. Đây đây các bạn ơi. 5 cái này. Chị gái thì lang chanh ở cạnh này nhưng mà chưa được. Chưa được. Nhiều thật. Đây các bạn. Một cái. Rồi. Rồi. Hai cái. Ê, tầm mẹ này. Một cây thì bị cuốc mất ngọn đi rồi. Ơi, bên kia chị vẫn được nữa. Đấy bạn. Ở dưới này anh gì vẫn thấy nữa. Khu này nhiều măng thật nhỉ. Nhưng mà mình thì ui ôi, măng to. Mình thì chả được cái nào thật. Đúng là xuống nhà không may rồi. Rồi mình cũng phải tìm được một cái của mình, măng của mình. Rồi mình sẽ đi tìm. Mình chỉ tìm mà đấy cây nào ra khỏi đất thôi. Mình không mang gì. Mỗi cái thuổng mà mình sẽ không cầm. Rồi mình sẽ đi tìm bo đây, một cái thử. Đây các bạn. Sau một hồi tìm kiếm đây, măng của mình đây. Mình cũng đã thành công tay bo thấy một cái rồi. Đây mọi người đang tranh nhau cuốc ở trên kia các bạn. Vì măng chỗ kia thì thấy quá nhiều luôn. Mỗi người 2-3 cái. Tí mình sẽ quay ít cho các bạn xem nhá. Đây bây giờ mình cũng phải tìm lấy của mình nữa. Đây các bạn này. Mình thấy cái thứ hai rồi. Anh chị ở trên kia thì vẫn còn thấy nhiều lắm. Đây bên này một cái này. Măng thì ra khỏi đất hết rồi. Tranh nhau quá ơi. Đây. Ôi. Nhiều thế. Đây này. Các bạn. Sau một hồi cuốc đây, đây. Chị gái của mình được đầy ép rồi. Đây của vợ mình đâu em ơi.
Đây, vợ chồng mình chỉ có thế này thôi. Từ từ từ. Nhưng mà mang thì chất lượng khỏi chê, khỏi phải bàn. Đâu đâu? Đây. Đây, vợ chồng mình thì được từng này. Còn anh chị ở dưới kia nữa đây. Đâu đâu chị ơi, kiểm tra hàng thế nào. Ô, gần đây ép rồi à? Úi dồi ôi. Đây mình à, sẽ tiếp tục tìm khu này các bạn. Là thấy rất là nhiều mang luôn đây. Chị chắc là thợ tìm mang cao thủ này. Được rất nhiều. Đấy. Sau một hồi tìm kiếm này các bạn. Đây. Đây là mang của vợ chồng mình nhá. Rồi. Còn à, anh chị đây. Một đống lên này. Này đây. Hai đống chứ nhỉ. Hai chủ nữa cái này. Đây. Đây là một chị. Đây là vợ chồng anh chị. Còn à, anh. Đây. Còn anh chị bên dưới này chưa đến đủ. Đà tập được nhiều nhất. Đây các bạn. Lóng măng của anh chị được nhiều nhất đây các bạn. Đây. Măng to lên. Đây. Đây. Cây to tướng này các bạn này. Quá nhiều. Cái này phải được tầm tổng cộng cái này phải hơn yến này các bạn ạ. Đi hôm nay may mắn thật, được nhiều măng. Mỗi khi mình đi chỉ được 1-2 cây thôi. Hôm nay thì quá nhiều. Tiếp tục lên bên phía trên này nữa các bạn này. Tìm kiếm. Đây, khu này cuốc nhiều quá. Thấy bây giờ nhìn thấy măng cũng khó các bạn. Khu này chỉ những khu nào chưa cuốc thì mới thấy nó dễ dàng. Thấy không bà ơi? Đấy, bảo vợ mình đây. Bảo trên kia vẫn có tín hiệu các bạn. Đây. Anh trai cuốc đây, chị gái rồi. Đến trên rồi. Đây này, măng này không đấy à? Đây này. Đây măng. Măng bé tí các bạn này. Đây. Người ta cuốc nó ra khỏi đất rồi. Cái này mình sẽ nhai luôn. Đây. Mấy các bạn cắt cân măng cùng mình nhá. Măng đầu mùa quá ngọt, ngon nhất bạn. Sống quá. Rồi một ngày đi chơi thoải mái bạn. Đây mang cuốc cho anh à, cuốc khu này nào. Đảm bảo thấy măng. Ở đây mình sẽ có khu này các bạn. Đây các bạn, sau một hồi tìm kiếm thì ai cũng đã mệt hết rồi. Đây, măng thì chất lóng ở đây rồi. Đây bạn. Bây giờ thế nào? Quyết định về hay thế nào? Về thôi. Rồi. Bây giờ cũng về thôi bạn. Cũng được là mỗi người đứng ít rồi. Đây. Mệt nhưng mà vui hôm nay các bạn. Đấy, nó phù hợp rồi. Ui ơi.
Đây thành quả vợ chồng mình. Đây. Được một ít này thôi nhỉ. Vợ chồng mình hôm nay cũng được ít nhỉ. Đủ ăn rồi. Cái này nhiều các bạn. Bởi vì nó vẫn là đầu mùa nên là còn ít, măng nó chưa đi ra khỏi đất nhiều được. Hoàn hầu như là ở trong lất hết. Đấy cả cây rong giềng vì cả. Đây. Đây, anh chị được nhiều nhất đấy, thừa ít ra các bạn. Hên quá nhỉ anh chị. Tìm măng giỏi thật. May mắn lắm, may mắn nhất ở hộ chồng anh chị rồi. Hôm nay xuống là đúng giờ rồi. Xuống nhà rồi. Thôi về các bạn. Thì thôi. Mệt mà nhưng mà được nhiều mà hôm nay. Quá vui. Anh vui đi cùng nó quá vui. Bây giờ mình cũng xin được kết thúc video tại đây các bạn nhá. Mong các bạn ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp mình nhá. Xin chào các bạn.